Thảo Pháp, Tô Hiếu ở Thái Nguyên. Sự lễ hội truyền thống của Nam Cán Phụ. Vâng, bây giờ vào đăng ký là giải của Đại Đô. Vâng, bên tay phải trong tài chính, hai ông cô ngồi đúc vị trí. Vâng, bên tay phải trong tài chính là Tô Hiếu ở Ninh Bình, Thái Nguyên. Vâng, bên tay trái trong tài chính là Tô Cử ở Vĩnh Phúc. Vâng, hai ông cô sẽ lại. Xin lỗi là Tô Hiếu là quê ngoại ở Ninh Bình và quê nội ở Thái Nguyên. Cho nên là ông tổng tài là giới thiệu là cả quê nội và quê ngoại luôn. Vâng, tất cả chân trọng hóa tay cổ vũ Tô Hiếu và Tô Cử. Mời các bạn theo dõi theo vật giữa hai ông Đại Đô, ông Đô Hà Văn Hiếu, Đại Đô Nguyễn Thế Cử của Vĩnh Phúc. Đô Hà Văn Hiếu thì là đang đấu quân cho Thái Nguyên. Theo vật này là nếu mà thắng Đô Hiếu là có người giấu tên, là có bó hoa tươi thắm thưởng cho Đô Cử 500.000 đồng. Vâng, tất cả chúng ta có đây để cổ vũ cho Đô Cử. Vâng, tất cả hóa tay cổ vũ cho Đại Đô. Vâng, Tô Hiếu ở thành phố Thái Nguyên quyết định quay về dựng lễ hội truyền thống của Nam Cán Phụ. Vâng, lại có bó hoa phải 500.000 đồng nữa là 1 triệu cho Đô Cử. Vâng, Đô Cử cố gắng lên. Chân của tôi yếu. Xin lỗi, đây là đâu?
Yên Phụ này, hội vật với đông nghịt những người hâm mộ tại khu vực này cùng và các đám người dân đến theo dõi và cổ động cho giải vật trung tâm của lễ hội truyền thống của đảng Yên Phụ. Tô sáng ở Bắc Giang đã nhì thắng giải 2C, mời các ông đô của sân cầu theo. Tô Tân ở Vĩnh Phúc giải anh tài cũng nhì thắng 2 keo, mời các quý đô. Xin mời một khán giả trên cây kia có một bật điện thoại có đàn lên tắt ngay. Đô cử kiến lắm. Vâng, đô cử đã có một bó hoa 1,5 triệu. Thank you.
cho Đô Kỳ. Đúng là kém 20 cân, nó có khác. Nếu như theo phần này, Đô Kỳ thắng Hồ Hiếu sẽ có một hãng hoa trị giá 1.500.000 đồng gửi tới Đô Kỳ mang trang phục quá đỏ.